So với các thể loại phim khác như ngôn tình hiện đại, chính kịch đời sống hay điều tra phá án, thì cổ trang tiên hiệp chính là thể loại phim dễ thu hút được lượng người xem khủng nhất trong những năm qua. Năm 2023 cũng không ngoại lệ khi có rất nhiều bộ phim cổ trang làm mưa làm gió trên màn ảnh Hoa ngữ. Cùng Cbiz Film điểm lại danh sách những bộ phim cổ trang nổi tiếng nhất và có lượt xem khủng nhất trong năm 2023 này nhé! Thứ tự của các bộ phim trong video này được mình sắp xếp dựa theo khoảng thời gian lên sóng của từng phim. 1. Tinh lạc ngưng thành đường. Tinh lạc ngưng thành đường xây dựng một thế giới huyền ảo khi bốn giới thần ma nhân yêu cùng nhau tồn tại từ thời trời đất sơ khai. Khi đó, để bảo vệ thiên hạ, cả bốn giới đã bắt tay nhau phong ấn sức mạnh hỗn độn có khả năng diệt thế vào quy khư. Nào ngờ, đất trời hồng hoang lại hấp thụ năng lượng dưỡng nên đóa hoa song sinh, có khả năng tháo giải phong ấn gây hại cho chúng sinh. Dù đã sớm bị tiêu diệt, nhưng linh thể của hoa vẫn tồn tại qua hàng trăm năm rồi giáng xuống nhân tộc, hạ sinh hai nàng công chúa song sinh là Thanh Quỷ và Dạ Đàm. Tuy là chị em máu mủ, nhưng từ nhỏ đã bị phụ hoàng đối xử không công bằng. Ly Quang Thanh Quỷ, Hà Tuyên Lâm được tính là điềm lành, gả cho thần tộc lên thiên giới, còn Ly Quang Dạ Đàm, Lý Lan Địch lại bị xem là điềm gỡ, đưa đến ma tộc Trầm Uyên. Thế nhưng, vào hôm xuất giá, cả hai đã bị đánh cháo kiệu hoa, dẫn đến số phận cũng theo đó mà thay đổi. Trên thiên giới, Dạ Đàm phải học cách trở thành thiên phi nho nhã, lễ độ chung sống hòa thuận với thái tử thần tộc Thiên Điển Hữu Cầm, Trần Tinh Húc. Còn ở Trầm Uyên, Thanh Quỷ phải tìm cách sống sót giữa những kẻ ma tộc man dợ, chỉ thích giết chóc. Từ những tình huống oái ăm đó, Tinh Lạc Ngưng Thành Đường đã dựng nên một thế giới huyền huyễn đầy mê hoặc cùng với những tình huống giờ khóc giờ cười xảy ra giữa các nhân vật. 2. Trường Nguyệt Tẫn Minh. Phim xoay quanh câu chuyện tình giữa Đàm Đài Tẫn, La Vân Hy, người sinh ra vốn đã là ma thai và được định sẵn sẽ trở thành ma thần đời kế tiếp. Với Lê Tô Tô, Bạch Lộc, đệ tử và cũng là con gái của trưởng môn Hành Dương Tông môn phái lớn nhất trong tiên môn. Ở thời điểm 500 năm sau, ma thần tái thế đại khai sát giới, điên cuồng truy lùng gương quá khứ có thể cải mệnh. Mang trong mình dòng máu thần tộc và là con gái của Phượng Hoàng, Lê Tô Tô là người duy nhất có thể mở gương quay về quá khứ. Vì vậy, đệ tử và các trưởng môn Hành Dương Tông quyết hy sinh thân mình để lập trận pháp đưa Lê Tô Tô trở về 500 năm trước. Với sứ mệnh tiêu diệt ma thần khi hắn vẫn là con người, giết chết ma thai, loại bỏ tà cốt. Quay ngược thời gian, Lê Tô Tô hóa thân tiểu thư nhà họ Diệp Diệp Tịch Vụ. Điều đáng ngờ hơn hết, người mang tà cốt Đàm Đài Tẫn lúc này lại là phu quân của nàng. Cả hai cùng nhau trải qua vô số biến cố và dần nảy sinh tình cảm. Dù sống trong thân thể của Diệp Tịch Vụ, Lê Tô Tô phải gánh vác sứ mệnh của một nữ thần là bảo vệ chúng sinh. Giữa tình yêu và trách nhiệm, Lê Tô Tô và Đàm Đài Tẫn đã vẽ nên câu chuyện tình bi thương ngược luyến tàn tâm ở tiên giới và nhân gian, xuyên qua ba kiếp luân hồi. 3. Hộ Tâm. Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cửu Lộ Phi Hương, Hộ Tâm xoay quanh mối tình nhiều nước mắt nhưng cũng vô cùng lãng mạn của Linh Long Thiên Diệu và cô nàng Nhạn Hồi. Thiên Diệu, Hầu Minh Hạo đóng, là một yêu long tu luyện ngàn năm. Vì đem lòng yêu sai người mà chàng bị lợi dụng và hãm hại. Kẻ phản bội âm mưu giết hại và lấy áo giáp vảy rồng của Thiên Diệu. Tuy nhiên, chàng đã kịp ném nội đan và vảy hộ tâm của mình xuống trần gian. Hai thứ này tình cờ cứu mạng cô bé bị bệnh tim tên Nhạn Hồi, Châu Dã. Sau khi thoát chết, Nhạn Hồi sở hữu khả năng hơn người, có thể nhìn thấy yêu ma. Nhờ năng lực này, cô bé trở thành đồ đệ của Lăng Tiêu Chân Nhân, theo ngài học tu tiên trên núi Thần Tinh. 20 năm sau, Nhạn Hồi vì phạm lỗi nghiêm trọng nên bị trục xuất khỏi núi. Cô còn gặp nạn, khiến yêu lực mất hết. Không những vậy, Nhạn Hồi còn bị ép gả cho một tên ngốc. Tên ngốc này chính là Thiên Diệu yêu long ngàn năm trong truyền thuyết. Thiên Diệu biết Nhạn Hồi đang giữ nội đan và vảy hộ tâm của mình. Chàng muốn dựa vào cô để tìm kiếm các bộ phận bị trấn yểm của mình. Trong quá trình chung sống, cả hai dần nảy sinh tình cảm. Họ cùng kề vai sát cánh, chống lại thế lực yêu ma quỷ quái. 4. Ngọc Cốt Giao. Ngọc Cốt Giao là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Chu Nhan của nhà văn Thương Nguyệt. Nội dung kể về chuyện tình đầy sóng gió của Thái tử Không Tăng Thời Ảnh và quận chúa Xích Tộc Chu Nhan. Thái tử Thời Ảnh là người thanh lãnh, trầm ổn, mang thân phận cao quý, trong khi đó quận chúa Chu Nhan lại nhiệt tình, trượng nghĩa. Sau khi mẹ của mình là hoàng hậu của Không Tang bị đổ tội oan, Thời Ảnh bị đày đến núi để tu luyện. Tại đây anh gặp quận chúa và hai người trở thành thầy trò của nhau. Chính trái tim thuần khiết của Chu Nhan đã khiến một Thời Ảnh cứng nhắc trở nên hoàn hảo, sinh động hơn. Nàng đã từng bước phá vỡ mọi giới hạn của Thời Ảnh, cuối cùng trở thành mối tình khắc cốt ghi tâm, chấp niệm cả đời của vị thần quan cao cao tại thượng ấy. Dù vậy số phận lại trắc trở khi cả hai đứng ở hai phe đối nghịch nhau trong cuộc đấu tranh quyền lực sinh tử và mối quan hệ thầy trò cũng ngăn cản họ bày tỏ cảm xúc thật của mình. Đứng trước những âm mưu, tính toán của kẻ thù, Thời Ảnh và Chu Nhan đã cùng nhau hợp sức bảo vệ vương triều Không Tang.
còn mối tình ngang trái của họ lại không thành, chỉ để lại một cái kết buồn đầy tan vỡ. 5. Trường Phong Độ. Trường Phong Độ kể về câu chuyện cưới trước yêu sau của hai nhân vật Liễu Ngọc Như cùng với Cố Cửu Tư. Liễu Ngọc Như là cô gái từ nhỏ đã chịu nhiều uất ức do bị cha và mẹ kế ghẻ lạnh. Cô luôn cố gắng để trở thành một tiểu thư khuê các chuẩn mực để sau này được gả cho một phu quân tốt. Tuy nhiên, cuối cùng cô lại phải thành thân với Cố Cửu Tư, một vị thiếu gia chỉ thích ăn chơi. Cuộc hôn nhân đầy các tình tiết oái oăm giữa hai người nhưng lại được ủng hộ nhiệt tình từ phía cha mẹ Cố Cửu Tư, điều này đã giúp tình cảm giữa hai nhân vật dần nảy sinh. Sau đó, Liễu Ngọc Như theo mẹ chồng học cách buôn bán, đồng thời giúp Cố Cửu Tư học tập thành tài. Thế nhưng giữa lúc gia đình mới hạnh phúc chưa được bao lâu, biến cố thời cuộc đã ập đến. Liễu Ngọc Như cùng với Cố Cửu Tư phải đối mặt với rất nhiều sóng gió để bảo vệ những người mình yêu thương. 6. Liên Hoa Lâu. Liên Hoa Lâu chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đàng Bình. Liên Hoa Lâu kể về hành trình lưu lạc giang hồ của nam chính Lý Tương Di, môn chủ phái Tứ Cố Môn. Từng vang danh lẫy lừng với thanh kiếm Tương Di đại kiếm vô song thiên hạ và trở thành ánh sáng của võ lâm chính đạo. Nhưng sau trận chiến Đông Hải, Lý Tương Di dần biến mất khỏi giang hồ. 10 năm sau, một thần y tên Lý Liên Hoa bỗng dưng nổi danh khắp thiên hạ. Mặc dù anh không muốn dính dáng đến giới giang hồ nhưng lại bị kéo vào những vụ án bí ẩn. Còn Phương Đa Bệnh, Tăng Thuấn Hy là một thiếu niên nhiệt huyết, chiến đấu vì công lý. Vì nghi ngờ Lý Liên Hoa mạo danh thầy thuốc, Phương Đa Bệnh quyết tâm tìm ra chứng cứ, lật tẩy bộ mặt giả tạo của Lý Liên Hoa. Trong khi đó, đối thủ không đội trời chung của Lý Tương Di là Địch Phi Thanh, đột nhiên tái xuất và nhận ra Lý Liên Hoa không ai khác chính là Lý Tương Di. Sau hàng loạt các vụ án ly kỳ, Lý Liên Hoa, Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh dần hình thành mối quan hệ đặc biệt, đồng tâm hiệp lực khám phá ra những bí mật giang hồ. Bộ phim khi lên sóng đã chiếm được thiện cảm của đông đảo khán giả và trở thành hắc mã mùa hè của năm 2023. 7. Trường Tương Tư. Nếu phải chỉ ra bộ phim thành công nhất mùa hè 2023, đáp án chắc chắn là Trường Tương Tư. Bộ phim sở hữu một kịch bản chỉn chu, diễn xuất của dàn viên diễn từ chính tới phụ đều rất tốt, góc quay và hình ảnh của phim cực đẹp, mang đậm sắc thái thần thoại. Trường Tương Tư lấy bối cảnh thời thượng cổ, xoay quanh mối quan hệ của nữ chính Tiểu Yêu, Dương Tử với Thương Huyền, Trương Vãn Ý, Đồ Sơn Cảnh, Đặng Vi và Tương Liễu, Đàn Kiện Thứ. Tiểu Yêu vốn là vương cơ của Cao Tân, nàng có một tuổi thơ êm đềm với người anh họ Thương Huyền trên đỉnh Chiêu Vân. Chiến tranh xảy ra khiến hai đứa trẻ mất cha mẹ, không nơi nương tựa. Tiểu Yêu và Thương Huyền bị chia cắt, Tiểu Yêu lưu lạc khắp nhân gian, chịu nhiều cực khổ. Sau gần 300 năm lang thang, nàng quyết định sống tại trấn Thanh Thủy, cải trang thành nam đổi tên thành Văn Tiểu Lục và hành nghề đại phu. Còn biểu ca Thương Huyền của nàng dù là vương tử Tây Viêm, nhưng bấy giờ cũng phải làm con tin tại Cao Tân, ẩn nhẫn giấu tài. Mặc dù vậy, y cũng không từ bỏ việc tìm kiếm muội muội. Thương Huyền đi khắp đại hoang để tìm Tiểu Yêu, khi tới trấn Thanh Thủy, y mở một quán rượu nhỏ và gặp được thầy thuốc Văn Tiểu Lục. Ngày tháng ở trấn Thanh Thủy trôi qua bình yên ấm áp, Văn Tiểu Lục vô tình cứu được công tử Thanh Khâu là Đồ Sơn Cảnh. Hai người sớm chiều ở chung, dần dần nảy sinh tình cảm. Còn với yêu quái chín đầu Tương Liễu, nàng và hắn là oan gia ngõ hẹp, sau đó dần thấu hiểu nhau rồi trở thành tri kỷ. Chỉ có đối với Thương Huyền là gặp nhau mà chẳng nhận ra nhau, trải qua nhiều việc, cuối cùng Thương Huyền đưa nàng trở về, nàng mới khôi phục thân phận vương cơ. Thương Huyền muốn thống nhất thiên hạ, bỏ tư tình theo đuổi vương tọa. Tương Liễu vì ân nghĩa mà tử chiến trên chiến trường. Còn Tiểu Yêu giúp Thương Huyền hoàn thành đại nghiệp xong liền thoái ẩn giang hồ cùng Đồ Sơn Cảnh. Thương Huyền nhớ mong mà không có được, cuối cùng tất cả tinh lực đều đặt vào việc trị quốc. Bởi vì hắn biết, chỉ cần thiên hạ thái bình, nàng cũng sẽ hạnh phúc bình yên. 8. Vân Chí Vũ. Thuộc đề tài cổ trang, Vân Chí Vũ là cuộc chiến sống còn giữa hai phái chính tà trong giang hồ, là Cung Môn và nhóm sát thủ Vô Phong. Câu chuyện của Vân Chí Vũ bắt đầu khi Vân Vi Sam, Ngô Thư Hân và Thượng Quan Thiển, Lưu Dục Hiểu tham gia đại lễ tuyển chọn tân nương. Cả hai cô gái đều là những gián điệp xuất chúng của tổ chức Vô Phong và được phân phó những mục tiêu khác nhau. Vân Vi Sam nhanh chóng tiếp cận và chiếm được tình cảm của chủ nhân tương lai của Cung Môn Cung Tử Vũ, Trương Lăng Hách, nhưng lại nhiều lần chùn bước trước sự chân thành của anh. Còn Thượng Quan Thiển thì dùng sự dịu dàng và khôn ngoan, chậm rãi chiếm được trái tim của Cung Thượng Giác, Thừa Lỗi, đầy đa nghi. Nhưng cũng giống như Vân Vi Sam, cô đã nhiều lần để trái tim yếu mềm che mờ lý trí. Bên cạnh những tình tiết lãng mạn, những nhân vật trong phim còn bị cuốn vào vòng xoáy hận thù gia tộc nơi những âm mưu bất tận đội lốt tình thân. Vân Chí Vũ còn khiến người hâm mộ hài lòng vì những thước phim đậm chất điện ảnh, chỉn chu từng khung hình, với màu sắc và góc quay đúng theo phong cách của đạo diễn Quách Kính Minh. 9. Điền Canh Kỷ. Điền Canh Kỷ được chuyển thể từ tiểu thuyết Đình Đám Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ của tác giả Nhược Nhan. Bộ phim kể về câu chuyện Liên Mạn Nhi,
do Điền Hi Vi thủ vai, một cô gái sống ở thời hiện đại, bỗng một ngày bị kéo vào nông thôn cổ đại trong một ứng dụng game. Sau khi tỉnh dậy, Liên Mạn Nhi thấy mình hiện đang ở một nơi vô cùng xa lạ, chỉ toàn là ruộng với ruộng. Tại đây, Liên Mạn Nhi trở thành một thành viên của đại gia đình Liên gia. Trong một lần sắp bị bán đi, cô vô tình gặp được nam chính bí ẩn kiêu ngạo Thẩm Nặc do Tăng Thuấn Hy thủ vai. Hai người từ chỗ thù ghét nhau như chó với mèo đã trở nên hiểu nhau hơn và dần dần rung động với nhau. Xuyên suốt các tập phim đều có rất nhiều tình tiết hài hước khiến người xem cười không ngừng nghỉ. Ngay sau khi lên sóng, bộ phim Điền Canh Kỳ đã nhận được nhiều lời nhận xét tích cực từ khán giả, đa phần đều cho rằng bộ phim này có nội dung thú vị, hình ảnh đẹp và rất hài hước. 10. Lạc Du Nguyên. Lạc Du Nguyên được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên, kịch bản của phim còn được chấp bút bởi chính mẹ đẻ Phỉ Ngã Tư Tồn. Bộ phim Lạc Du Nguyên xoay quanh chuyện tình không đánh không quen của Thôi Lâm và Lý Nghi. Trong thời buổi loạn thế, quyền thần sát hại tông thất để nắm quyền, trung thần khắp nơi phải dẫn binh cứu giá và đoạt lại vương quyền. Hoàng tôn Lý Nghi và nữ tướng Thôi Lâm mỗi người lãnh đạo một đội quân hùng mạnh, đã vô tình bị cuốn vào vòng xoáy phân tranh giữa các thế lực. Trong quá trình nhiều lần đối đầu công khai lẫn bí mật, với vô số lần chạm trán khiến hai người từ đối thủ dần trở thành tri kỷ, tình yêu giữa họ cũng nảy nở từ lúc nào không hay. Hai con người mạnh mẽ kề vai sát cánh vì thiên hạ thái bình, cùng lúc xây đắp nên một tình yêu đáng ao ước. 11. Ninh An Như Mộng. Ninh An Như Mộng được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Khôn Ninh của tác giả Thời Kính. Không chỉ cuốn hút bởi đề tài trọng sinh rất hiếm ở hiện tại, Ninh An Như Mộng còn cuốn hút bởi chuyện tình tay bốn. Với ba trai đẹp của Khương Tuyết Ninh, Bạch Lộc là Tạ Nguy, Trương Lăng Hách, Trương Già, Vương Tinh Việt và Yến Lâm, Châu Tuấn Vĩ. Ninh An Như Mộng kể về cuộc đời của Khương Tuyết Ninh, kiếp trước nàng bất chấp tất để leo lên vị trí hoàng hậu, đứng đầu lục cung. Thế nhưng đến cuối cùng, nàng lại phải tự sát trong tiếc nuối. May mắn thay, Khương Tuyết Ninh có cơ hội trọng sinh, sống lại ở tuổi 18. Giờ đây, Tuyết Ninh chỉ mong có thể tránh xa cuộc chiến tranh giành quyền lực, thay đổi những sai lầm và làm chủ số phận của mình. Thế nhưng, vận mệnh dường như đã an bài, Khương Tuyết Ninh lại một lần nữa tiến cung và trở thành học trò của Tạ Nguy, Trương Lăng Hách, thầy giáo của đế vương. Lúc này, cô vừa phải theo Tạ Nguy để chuyên tâm học hành, vừa phải nghĩ cách để ngăn chặn thảm kịch mà Yên Lâm, Châu Tuấn Vĩ, Thế tử Dũng Nghị Hầu, Thanh Mai Trúc Mã của cô gặp phải ở kiếp trước. Cũng nhờ đó mà cả gia đình Yên Lâm thoát được kiếp nạn. Cũng từ đó cô bị kéo vào cuộc chiến hoàng cung. Những biến cố cứ thế ập đến bất ngờ khiến cho Khương Tuyết Ninh luôn rơi vào nguy hiểm. Mỗi lần như vậy Tạ Nguy đều là người cùng cô vượt qua. Trải qua những biến cố, tình cảm giữa cô và Tạ Nguy dần nảy sinh, cuối cùng họ thành thân với nhau và có một cuộc sống hạnh phúc. 12. Nhất Niệm Quan Sơn. Ngay sau khi ra mắt, Nhất Niệm Quan Sơn lập tức trở thành bộ phim được quan tâm bậc nhất điện ảnh Hoa ngữ trong tháng 12 này. Câu chuyện trong Nhất Niệm Quan Sơn được tạo dựng trên nền bối cảnh hư cấu chủ yếu xoay quanh hai nước An và Ngô. Nhậm Như Ý và Ninh Viễn Châu đều có thân phận đáng gờm, đại diện cho hai tổ chức quan trọng của hai nước. Nữ chính Nhậm Như Ý Nhậm Tân từng là tả sứ của Chu Y Vệ nước An, được người đời khiếp sợ với danh xưng sát thủ bất bại trong truyền thuyết. Tuy nhiên, sau cái chết của Chiêu Tiết Hoàng hậu, Nhậm Như Ý bị đổ tội hàm oan, trong lúc thập tử nhất sinh đã lẩn trốn sang nước Ngô. Còn Ninh Viễn Châu lại là đường chủ của Lục Đạo Đường của nước Ngô, là người tuổi trẻ tài cao, sớm nắm trong tay quyền cao chức trọng. Con người Ninh Viễn Châu tuy thâm sâu khó đoán, mưu mô trùng trùng nhưng lại trọng tình trọng nghĩa, càng không cần nói đến một thân võ công cao cường, ra tay cực chuẩn, cực quyết đoán. Số phận an bày, những mục đích khác nhau lại ràng buộc hai người phải đồng hành cùng lên đường thực hiện nhiệm vụ quan trọng có liên quan đến an nguy quốc gia. Đó là hộ tống công chúa Dương Doanh đang cải trang thành hoàng tử nước Ngô đi đến An Quốc. Con đường lắm chông gai, nguy hiểm muôn trùng luôn chờ đợi họ ở phía trước. Bạn đã xem được bao nhiêu bộ phim trong danh sách này? Đâu là bộ phim yêu thích nhất của bạn? Hãy để lại bình luận để chia sẻ với chúng mình nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!